Thưa quý vị, vòng 4 của V-League là vòng đấu cuối cùng trước khi mà các đội sẽ bước vào thời gian nghỉ kéo dài tới 45 ngày. Vì thế tất nhiên rồi, không đội nào muốn cho mình có thể là kết thúc giai đoạn mở đầu này trong một tâm trạng bất an cả. Câu lạc bộ Hải Phòng sẽ đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà với hy vọng nối dài mạch bất bại. Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã có trong tay một trận thắng và hai trận hòa làm vốn. Nhưng áo quân V-League 2022 tất nhiên chưa muốn dừng lại ở đây. Đặc biệt là trận đấu tới, câu lạc bộ Hải Phòng đón chào sự trở lại của nhiều trụ cột. Trận đấu này và cuộc đọ sức giữa Hoàng Anh Gia Lai và Công an Hà Nội được thực thuật trực tiếp trên kênh VTV5 của Đài Truyền Việt Nam. SHB Đà Nẵng mới chỉ có một điểm. Rõ ràng là với sự đầu tư lớn, 12 bản hợp đồng mới đầu mùa giải sẽ không thể hài lòng vào vị trí áp chót trên bảng xếp hạng lúc này. Đối thủ của SHB Đà Nẵng là Topelec Bình Định, một đối thủ không hề dễ chơi chút nào. Nhưng chỉ ít SHB Đà Nẵng vẫn còn có một điểm làm vốn. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thậm chí chưa có điểm nào và cũng chưa ghi được bàn thắng nào. Vòng 4 lại là một thử thách lớn khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh làm khách trước BKMX Bình Dương. Đội bóng mới chỉ có 2 điểm sau 3 lượt trận. Ở các cuộc đọ sức đáng chú ý khác, câu lạc bộ Khánh Hòa tiếp Sông Lam Nghệ An trên sân nhà. Câu lạc bộ Hà Nội gặp Đông Á Thanh Hóa trên sân hàng đấy. Trận đấu muộn nhất vòng cũng diễn ra tại Hà Nội giữa câu lạc bộ Viettel và Thép Xanh Nam Định. Sau 3 vòng đấu, khoảng cách điểm số giữa các đội vẫn chưa quá lớn. Có 3 đội cùng được 7 điểm. Các đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng vẫn có thể chen chân vào top đầu hoặc giữa bảng xếp hạng với chỉ một trận thắng. Giải bóng đá vô địch quốc gia Naiguf 2023 mới chỉ trôi qua 3 vòng đấu. Đương kim á quân mùa giải trước là câu lạc bộ Hải Phòng tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở giải đấu năm nay với 3 trận bất bại. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù đã thi đấu 3 trận, trong đó có 2 trận trên sân nhà, nhưng đội bóng này vẫn chưa tận dụng được lợi thế của mình để có một trận thắng và đang xếp ở nhóm 3 đội cuối bảng. Cơ hội nào cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có điểm trước Hải Phòng khi phải di chuyển tới sân Bạch Chay làm khách vào cuối tuần này? Vòng 4 giải vô địch quốc gia Naiguf 2023, câu lạc bộ Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trực tiếp 19:15 ngày 18 tháng 2 năm 2023 trên kênh VTV5. Kính mời quý vị khán giả chú ý đón xem.